Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 17 xin qua phần 3B giáo trình giáo trình Seoul của trung tâm hàng ngữ Seoul Thái Nguyên và trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ. Thầy giáo hướng dẫn thầy Hoàng Xuân Trường. Và tiêu đề bài ngày hôm nay chúng ta có tiêu đề bài đó là Tu Sarami Yonin Sai Daniel. Bạn nói hai người này là một cặp sao? và chúng ta xem chi tiết mục tiêu bài học ngày hôm nay của chúng ta. Hắc sức mục tiêu mục tiêu bài học. Ơ từ vựng số môn. Từ vựng hôm nay chúng ta về chủ đề tin đồn. Cứ pháp vào biểu hiện số 1. Động từ đi với coponi Sau khi làm một việc gì đó chúng ta thấy cảm thấy cái gì đó ở đằng sau. Cấu trúc thứ hai ở đây chúng ta có tính từ đi với n hoặc là ân. Động từ đi với nân trước Kata. Có nghĩa là giả vờ, giả bộ làm cái hành động này hoặc là giả bộ cái tính chất này. Maraki phải nói số 1. Số môn chúng ta đã Đây là truyền đạt tin đồn. Bun bước qua PNE, cứ pháp vào biểu hiện số 2. Chúng ta có động từ, tính từ, tanio, danh từ đối với iranio. Đây có nghĩa là không thể tin được hoặc là à, tính từ động từ hoặc là danh từ như vậy thật sao? Tiếp theo ngữ pháp số 2 là danh từ idago hezo tha tính từ hoặc động động từ kotsun anida ở đây có nghĩa là tuy là cái danh từ này nhưng không phải tất cả đều mang cái hành động hoặc là một tính chất nào đó margi phần nói số 2 ohe chung chung hagi đính chính hiểu lầm tất kỳ phần nghe phiêng kiên nê News sự kỷ Nghe một đoạn tin tức về thành kiến Tiếp theo Chúng ta có đoạn hội thoại thứ hai Đó là cơn ca E thề ăn sang tâm thực kỷ Chúng ta nghe một đoạn tư vấn về sức khỏe Ilkosugi phần đọc và viết Sotongyo e thề ăn cơn lịch kỳ Chúng ta đọc một đoạn văn về Sô Tông Sotongyo Sotongyo đây là tên một người 들은 소문에 대한 글 Bạn hãy viết về viết một đoạn văn về cái tin đồn mà bạn đã nghe được. Bốn hoa san phần văn hóa. Sông Mune Hàn Quốc 한국 속담 là những cái một số cái câu ngạn ngữ của Hàn Quốc về tin đồn và cuối cùng chúng ta có phần phát âm đăng tốc dân đây là chúng ta luyện tập đọc thành tiếng tức là luyện tập đọc to và chúng ta sang phần tiếp theo phần tiếp theo đây của chúng ta đó là những cái từ vựng trong phần này từ vựng trong bài này đầu tiên từ vựng số 1 Sovon qua, quá quan liên tuyên ở vì đây là những cái từ vựng mà liên quan đến tin đồn đầu tiên là Sovoninata, đây là có tin đồn, Neta đây là truyền tin đồn, gây ra tin đồn, Somin Pochida đây là tin đồn bị lan truyền rộng, tin đồn bị lan truyền, Pochida hoặc là tin đồn bị vỡ ra, Somin Pothrida đây là lan tin đồn lan truyền rộng. Tiếp theo chúng ta có 그런 RIGA Opta, Đó là không có lý gì như thế. Peter chi chi DA ta không trở nên không tin tưởng. Peter chi chi ta. 그런 수 있다. Có thể như thế. Thứ đêm không sai. Và tiếp theo chúng ta có phần số 3 Chúng ta có từ vựng là Uyoni là ngẫu nhiên Cha Sehi là chi tiết Hun Hi là rõ ràng Son là thẳng thắn Và từ vựng phần thứ tư trong phần này Chúng ta có ohehata Đây là hiểu lầm Shin Đây là thất vọng Ta đây là cãi nhau o funda đây là giải tỏa hiểu lầm hoa he ha đây là làm hòa hòa giải đây là các từ vựng sẽ xuất hiện ở trong bài trong phần từ vựng của chúng ta đã học và bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó là phần ngữ pháp chúng ta sang phần ngữ pháp số 1, động từ đi với kovoni để chúng ta hiểu thêm về ngữ pháp này, chúng ta sẽ xem phần giải thích của ngữ pháp này. Ngữ pháp 1.1 động từ đi với koboni. Ý nghĩa làm động từ với trước mới thấy, mới biết, mới nhận ra được với sau. Thể hiện trước khi làm một việc gì đó thì không biết nhưng sau khi làm việc đó xong thì mới nhận ra được một nội dung của vế sau. Kết hợp với động từ được sử dụng nhiều với ý nghĩa là công nhận và chấp nhận nội dung đã nhận ra hoặc được biết sau khi làm hành động đó. So sánh động từ Koboni và Aoponika bài 4 cấp 3 thì chúng ta thấy động từ đi với Koboni được sử dụng trong trường hợp trước khi làm hành động nào đó đã hoàn toàn không thể dự đoán được mà phải sau khi hoàn thành. Sau khi làm hành động đó thì mới biết được một cách mới mẻ nội dung xuất hiện ở phía sau. Còn động từ đi với a, Ponica sử dụng ở trường hợp thử nghiệm để phán đoán, nhận xét, có thể dự đoán một chút về kết quả trước khi hành động. Và chúng ta xem thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm về cái hội thoại này.

그래요? Vậy à? 듣고 보니, 솔직히 해또 thấy l 둘이, 아, hai người 많이 닮았네요. 하이 người, rất là, 해라저 배우가 김주현 아나운서의 동생이래요. 그래요? 듣고 보니, 둘이 많이 닮았네요. tuta thành Tutcoboni. Tiếp theo chúng ta có ví dụ bên dưới Persue Tacoboni Chán mất tha ở lần xin Tôi đi xe buýt nhưng mà Tôi thấy là nhầm Vì tôi thấy nhầm nên Tôi đã xuống thật nhanh Chờ mê một lần tê Alcoboni chờ bồ chi ý đều À, lúc đầu thì không biết, nhưng mà sau khi tôi được biết thì mọi người nói là người đó là bố của Chi-ơn. Sau khi nghe câu chuyện thì tôi thấy là tôi đã biết được cái lý do mà bạn đã nổi giận. Xin lỗi nha. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 tính từ đi với n ơn động từ đi với nân trước khả tà. ở đây có nghĩa là giả vờ là một tính chất nào đó hoặc là giả vờ một hành động nào đó và chúng ta xem phần giải thích ngữ pháp để chúng ta hiểu hơn về ngữ pháp này ngữ pháp 1.2 tính từ n hoặc ân động từ đi với nân trước khả tà. ý nghĩa làm như giả vờ giả bộ như tỏ ra như tính từ động từ danh từ sử dụng khi biểu hiện sự bịa đặt một cách chính đáng nói dối về hành động nào đó sử dụng kết hợp với động từ tính từ lỗi cái này sẽ xóa bỏ danh từ đi sử dụng trước khata và dùng cả ở thì quá khứ kết hợp với danh từ có thể sử dụng ở biểu hiện danh từ đi với in trước kata. Và chúng ta xem thêm một vài ví dụ để chúng ta hiểu thêm về ngữ pháp này. Du sarami chẳng mal sa gyo yo? Nè, sarang anh sa yin đe, kudong an sa gyo chi an ninh chok hết đeo hai người thực sự là yêu nhau à ừ nè vâng à, mối quan hệ tình yêu sao đang hai nên say hình tê hai tuy là hai người yêu nhau cứ tông án sa quy chi án nên trực khét tiểu tuy là trong thời gian vừa rồi là trong thời gian đó là không 두 사람이 정말 사귀어요? 네, 사랑하는 사이인데 그 동안 사귀지 않는 척했대요. 고다음으로 hết cái người con trai mà không muốn mình không thấy vừa lòng mà mong muốn là hẹn hò mà mong muốn gặp đã dù mình gặp thì mình giả vờ là bận tiếp theo thông xe ngheghi Yagirun tức cô chemi in trước khác man sau cứ chơi Tôi nghe câu chuyện của em và tôi giả vờ là thú vị, nhưng thực ra thì cũng bình thường. Khi 전에 sơ trở nên 그냥 모르는 tân xa nát đơn trước Chúng ta... tôi đã gặp một người yêu của mình ngày trước ở trên đường, nhưng mà đã cứ giả vờ không biết. Hakkyoi kanen chokugo jinkō tun owa yūhen is Tôi đã từng đi du lịch, à, tôi đã từng giả vờ là đi học và đã đi du lịch cùng với bạn bè. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần

그래요? 듣고 보니 김주현 아나운서하고 많이 닮았네요. 그리고 드라마에 함께 나오는 여배우하고 실제로 연인 사이래요. 네? 둘이 연인 사이라고요? 네. 사귄 지꽤 됐는데 인기가 떨어질까 봐 아닌 척하고 있대요. 그게 정말이에요? 믿어지지 않아요. 틀림 없어요.

Bạn nhìn cái bạn uh, diễn viên Nam kia thực sự là rất đẹp trai phải không? Tuy 연기도 잘하고요. Tuy là người mới nhưng mà diễn xuất rất là đạt. 저 사람이 김지현 아나운서 동생이잖아요. 우연히 누나를 만나러 방송국에 갔다가 감독한테 캐스팅 됐대요. Cái người kia là em em của uh, uh, Em của dẫn chương trình Kim Suyên tự nhiên là đến gặp chị gái ở đài truyền hình nên đã nhận được vai diễn thật ra à? thật ra à? ờ, sau khi nghe tôi cũng thấy là Kim Suyên cái giọng của hai người này giống nhau 그리고, và cái người đóng vai đóng phim cùng với uh, bạn này diễn viên nữ là thực tế là người yêu đấy 네? bạn nói sao cơ bạn nói là hai người là người yêu nhau á 네. 사귄 chị 꽤 됐는데 인기가 떨어질까 봐 아닌 척하고 있대요 vâng đã yêu nhau được một thời gian lâu rồi nhưng mà uh, sợ lo rằng cái uh, sự mến mộ nó bị giảm xuống nên uh, giả vờ là nên đã giả vờ là không yêu nhau 그게 정말이에요

lan truyền rất là rộng rồi và không có ai là không biết cả. Ồ ừ, thế à? Hai nào cái, cái diễn xuất của hai người này lại tự nhiên thế và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. cho nam chính nhân 신인인데 연기도 잘하고요. 저 사람이 김주현 아나운서 동생이잖아요. 우연히 누나를 만나러 방송국에 갔다가 감독한테 캐스팅됐대요. 그래요? 듣고 보니 김주현 아나운서하고 많이 닮았네요. 그리고 드라마에 함께 나오는 여배우하고 실제로 연인 사이래요. 네? 둘이 연인 사이라고요? 네! 사귄 지꽤 됐는데 인기가 떨어질까봐 아닌 척하고 있대요. 그게 정말이에요? 믿어주지 않아요. 틀림없어요. 벌써 인터넷에 소문이 쫙 나서 모르는 사람이 없어요. 어쩐지 두 사람의 연기가 너무나 자연스러웠어요. 그럼 이제 좀 다세, 쌤, 노중. ở dưới uh, nội xem xem nội dung và chúng ta nghe đây là nội dung của đoạn hội uh, thoại này và chúng ta vừa nghe chúng ta vừa xem nội dung <laughs> 저 남자 주인공 정말 멋있지 않아요? 신인인데 연기도 잘하고요. 저 사람이 김주현 아나운서 동생이잖아요. 우연히 누나를 만나러 방송국에 갔다가 감독한테 캐스팅됐대요. 그래요? 듣고 보니 김주현 아나운서하고 많이 닮았네요. 그리고 드라마에 함께 나오는 여배우하고 실제로 연인 사이래요. 네? 둘이 연인 사이라고요? 네. 사귄 지꽤 됐는데 인기가 떨어질까 봐 아닌 척하고 있대요. 그게 정말이에요? 믿어지지 않아요. 틀림없어요. 벌써 인터넷에 소문이쫙 나서 모르는 사람이 없어요 어쩐지 두 사람의 연기가 너무나 자연스러웠어요 이 영상을 보고 싶은데, 이 영상을 보고 싶은데, 이 영상을 보고 싶은데, 이 영상을 보 Chúng ta sẽ nghe. À, một lần nữa. 저 남자 주인공, 정말 멋있지 않아요? 신인인데 연기도 잘하고요. 저 사람이 김지현 아나운서 동생이잖아요. 우연히 누나를 만나러 방송국에 갔다가 감독한테 캐스팅됐대요. 그래요? 듣고 보니 김주현 아나운서하고 많이 닮았네요. 그리고 드라마에 함께 나오는 여배우하고 실제로 연인 사이래요. 네? 둘이 연인 사이라고요? 네. 사귄 지꽤 됐는데 인기가 떨어질까 봐 아닌 척 하고 있대요. 그게 정말이에요? 믿어주지 않아요. 틀림 없어요. 벌써 인터넷에 소문이 쫙 나서 모르는 사람이 없어요. 어쩐지 두 사람의 연기가 너무나 자연스러웠어요. và chúng ta sang p h ầ t ừ từ, từ tani, Irani. Và chúng ta xem kỹ hơn phần giải thích của ngữ pháp này. Ngữ pháp 2.1 tính từ động từ Tanio, danh từ địa vị Irani, Iranio, ý nghĩa ngạc nhiên, không thể tin tưởng được, à, không thể tin được, không thể tin được. cấu pháp 2.1. Tính từ, động từ, tani. Danh từ, irani. Nghĩa: ngạc nhiên, không thể tin được. Tính từ, động từ, danh từ hoặc tính từ, động từ, danh từ thật sao? Sử dụng khi thể hiện sự không thể tin hoặc cảm thán hay ngạc nhiên về một sự thật nào đó. Kết hợp với tính từ, động từ, danh từ sử dụng cả thì quá khứ. Sử dụng cả khi đoạn khi viết đoạn văn thể hiện tình cảm hoặc suy nghĩ của người nói ở sau tani. Và chúng ta xem phần ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn về ngữ pháp này. 저는 배운 김치를 못 Tôi không ăn được những kim chi cay. 김치를 못 먹더니요. 뭐? 말도 한국 사람, 은 누구나 김치를 좋아하는 줄알아는데요 아, 제요 한국 사람는 사람들은 김치를 좋아하요 아, 제가 요 아, 제가 김치를 좋아하요 김치를 좋아하는 요

지하철 역에서 가까운 빵값이 이렇게 사다니요. 빠노이 라 어간 가 마라이 phòng rẻ như thế này à? Min suji kiro suge mot kataniyo. Min suji ga mani sinmang hat tenteo. Sinmang hat tente. Bạn nói rằng không đi đến lễ kết hôn của Min Su được sao? chắc chắn Minsu sẽ rất thất vọng đấy ạ. Tu Sarami hai người chia tay rồi à? Vì tương su số, không thể tin được. Chulban Shigan ni Yososhi mu Thời gian xuất phát vào 6 giờ sáng. Sao? không phải là rất là sớm quá chứ và chúng ta tiếp tục sang phần ngữ pháp số 2 danh từ idako Heso thường là chúng ta sẽ sử dụng là danh từ đi với idako thôi ạ idako ta tất cả tính từ động từ nâng cơ sơn Anita đây là cho dù là danh từ này đi chăng nữa nhưng mà không phải tất cả đều có cái hành động hoặc tính chất như vậy chúng ta tìm hiểu thêm ngữ pháp này ngữ pháp 2.2 danh từ irago heso ta n ơn tính từ hoặc là động từ đi với nhân cơ sơn anita ý nghĩa tuy là tuy vì là n nhưng không phải tất cả đều làm hoặc là đều có cái tính chất a hoặc là làm cái hành động v sử dụng khi biểu hiện có sự ngoại lệ khác so với suy nghĩ thông thường kết hợp với danh từ động từ tính từ tà cô đà cô ở việc nói hoặc rút gọn của tà cô ida cô he sơ thông thường được tỉnh lược và rút gọn he sơ vì sử dụng cùng với Nukuna, Ucenah, Otina, Mochina nên có thể nhấn mạnh ý nghĩa của câu hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm về cái ngữ pháp này. <laughs> 한국 사람은 누구나 매운 음식을 좋아하지요. 한국 사람이라고 다 매운 음식을 좋아하는 건 아니에요. Nếu là người Hàn Quốc thì tất cả đều thích món ăn cay phải không? Cho dù là người Hàn Quốc nhưng mà không phải tất cả đều thích món ăn cay đâu. Ta n g h 한국 사람은 누구나 매운 음식을 좋아하지요. 한국 사람이라고 다 매운 음식을 좋아하는 건 아니에요. 시장이라고 다 패가지보다 산은아니 시장이 라는아니다아니아니다니 À, ở trong uh, cửa hàng bách hóa. Tiếp theo, kêu Unirago thả Chun cơ xuân Cho dù là mùa đông, nhưng mà không phải tất cả đều lạnh. Tiếp theo, Pujarago cho dù là giàu, thả Tony Chan sử dụng Aniello. Cho dù là nhiều tiền, là giàu có thì chẳng nữa, không phải uh, tất cả đều tất cả tiền đều sử dụng vào đều sử dụng một cách tốt đẹp khi khân salam irago cho dù là người cao đi chăng nữa thà nông kurun đơn tràn han hơn cơn không phải cứ là người cao là đều chơi bóng rổ tốt và chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần maraki e đây là phần nói giữa bạn trương u và steven và bây giờ chúng ta sẽ nghe Right 김치가 아주 맛있는데 왜안 먹어요? 실은 제가 매운 걸못 먹어서요. 김치는 안 매운 것만 먹어요. 매운 걸못 먹다니요? 한국 사람은 누구나 매운 음식을 좋아하지 않아요? 한국 사람이라고 다 매운 음식을 좋아하는 건 아니에요. 그런데 김치는 다 맵지 않아요? 안 매운 것도 있어요? 그럼요. 동치미나 백김치는 하나도 안 매워요. 제가 먹어본 김치가 다 매워서 매운 음식이라고만 생각했어요. 외국 사람들은 대부분 그렇게 생각해요. 하지만 안 매운 김치도 많아요. 김치 종류가 200가지가 넘어요. 그렇군요. 한국 문화는 알면 알수록 흥미로워요. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn à, hội thoại này. Kim chi ga aju masinnende kim chi rất là ngon, tại sao bạn lại không ăn thế? Sirun, tôi đã mềm ngon không Thực ra là tôi không ăn được những món ăn cay. Kim chi nên ăn mềm ngon mà kim chi thì tôi ăn mỗi cái kim chi không cay thôi. 매운 걸못 먹다니요? 어, 한국 사람은 누구나 매운 음식을 좋아하지 않아요? 어, 한국, phải, cả, thích, cây, 한국 사람이라고 다 매운 음식을 좋아하는 건 아니에요. 어, 한국 phải, là, cả, thích, cây, 그런데 김치는 다 맵지 않아요? 어, Kim chi thì không phải tất cả đều cay chứ? Có cả cái không cay à? 그럼요. Đương nhiên rồi Đông kim chi và bạch kim chi là kim chi của cải và bạch kim chi là kim chi trắng, tức là cải thảo trắng. Thì hai cái này là không cay. 제가 먹어본 김치가 다 매워서 매운 음식이라고만 생각했어요. Uh, tôi ăn kim chi thì đều ăn kim chi cay nên tôi nghĩ là cái món kim chi tất cả đều là cay hết. 외국 사람들은 대부분 그렇게 생각해요. Uh, đại bộ phận các đại bộ phận người nước ngoài đều suy nghĩ như vậy thôi. 하지만 안 매운 김치도 많아요. Thế nhưng mà những cái kim chi mà không cay thì cũng có rất nhiều kim chi 종류가 200까지가 넘어요. cái kim chi thì có tất cả khoảng độ 200 hơn 200 loại kim chi cơ. 그렇군요. à thì ra là vậy. 한국 문화는 알면 알수록 흥미로워요. văn hóa Hàn Quốc thì cứ biết được thêm một chút thì càng biết thì càng thấy hứng thú. và chúng ta nghe lại. 김치가 아주 맛있는데 왜안 먹어요? 실은 제가 매운 걸못 먹어서요. 김치는 안 매운 것만 먹어요. 매운 걸못 먹다니요? 한국 사람은 누구나 매운 음식을 좋아하지 않아요? 한국 사람이라고 다 매운 음식을 좋아하는 건 아니에요. 그런데 김치는 다 맵지 않아요? 안 매운 것도 있어요? 그러면. 동치미나 백김치는 하나도 안 매워요. 제가 먹어 본 김치가 다 매워서 매운 음식이라고만 생각했어요. 외국 사람들은 대부분 그렇게 생각해요. 하지만 안 매운 김치도 많아요. 김치 종류가 200가지가 넘어요. 그렇군요. 한국 문화는 알면 알수록 흥미로워요. bây giờ c h ú 어, 쌤, nội중 고 đoạn hội thoại này, 바, chúng ta, sẽ, nga, từng, uh, câu, theo, cái, n ộ i đoạn hội t h o ạ 김치가 아주 맛있는데, 왜안 먹어요? 실은, 제가 매운 걸못 먹어서요. 김치는 안 매운 것만 먹어요. 매운 걸못 먹다니요? 한국 사람은 누구나 매운 음식을 좋아하지 않아요? 한국 사람이라고 다 매운 음식을 좋아하는 건 아니에요. 그런데 김치는 다 맵지 않아요? 안 매운 것도 있어요? 그럼요. 동치미나 백김치는 하나도 안 매워요. 제가 먹어본 김치가 다 매워서 매운 음식이라고만 생각했어요. 외국 사람들은 대부분 그렇게 생각해요. 하지만 안 매운 김치도 많아요. 김치 종류가 200가지가 넘어요. 그렇군요. 한국 문화는 알면 알수록 흥미로워요. Từ đoạn này các bạn có thể tập đọc và tập đọc theo ngữ điệu của người ta để chúng ta có cái giọng đọc và ngữ điệu chuẩn nhất. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta có tất kỳ phần nói số 1. phần nghe số 1. Xin lỗi các bạn. Chẳng thức cô chim mua đê tập hạ Chúng ta nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Và chúng ta xem phần câu hỏi. mua xê Tehero Câu chuyện này người ta nói đang nói về cái gì, đang nói về chủ đề gì. Tiếp theo, 교통사고가 일어난 일어나는 이유로 맞지 않는 것은 그러세요. Chúng ta cái tai nạn giao thông xảy ra thì cái lý do không đúng ở đây là cái gì? Chúng ta chọn cái lý do không đúng với cái lý do xảy ra tai nạn giao thông. Số 3, thứ tư này hôm qua mát nên cửa sân mua sim để Thì cái uh, bạn hãy chọn cái gì đúng với nội dung của đoạn văn là cái gì. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. 정말 여자는 남자보다 운전을 못하고 사고를 자주 낼까요? 지금 뉴스를 보고 계신 분들 중에도 여자는 운전이 서툴다고 생각하는 분들이 있을 텐데요. 모두 오해였던 것 같습니다. 지난해 일어난 교통사고를 보니 남성 운전자가 여성 운전자보다 5배 이상 사고를 많이 냈습니다. 김지연 기자가 전해드립니다. 마트에서 힘들게 주차하고 있는 여성 운전자를 한 남성이 답답해하며 바라보고 있습니다. 기다리지 못하고 경적을 누르는 남성도 있습니다. 하지만 여성 운전자가 주차를 힘들어한다고 해서 사고를 많이 내는 것은 아닙니다. 남자라고 해서 누구나 주차를 잘하는 것도 아닙니다. 실제로 여성 운전자는 조금 느리게 가도 안전하게 운전하는 것을 중요하게 생각한다고 합니다. 그래서 사고를 많이 내지 않습니다. 자신이 운전을 잘한다고 생각해서 속도를 높이거나 빨리 가기 위해 신호를 지키지 않는 남성 운전자들이 사고를 더 자주 낸다고 합니다. 교통사고의 원인은 남성과 여성의 차이 때문이 아니라 운전 습관 때문입니다. 안전하게 운전하는 것이 운전을 제일 잘하는 것입니다. 지금까지 김지연이었습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 정말 여자는 남자보다 운전을 못하고 사고를 자주 낼까요? 지금 뉴스를 보고 계신 분들 중에도 여자는 운전이 서툴다고 생각하는 분들이 있을 텐데요. 모두 오해였던 것 같습니다. 지난해 일어난 교통사고를 보니 남성 운전자가 여성 운전자보다 5배 이상 사고를 많이 냈습니다. 김지연 기자가 전해드립니다. 마트에서 힘들게 주차하고 있는 여성 운전자를 한 남성이 답답해하며 바라보고 있습니다. 기다리지 못하고 경적을 누르는 남성도 있습니다. 하지만 여성 운전자가 주차를 힘들어한다고 해서 사고를 많이 내는 것은 아닙니다. 남자라고 해서 누구나 주차를 잘하는 것도 아닙니다. 실제로 여성 운전자는 조금 느리게 가도 안전하게 운전하는 것을 중요하게 생각한다고 합니다. 그래서 사고를 많이 내지 않습니다. 자신이 운전을 잘한다고 생각해서 속도를 높이거나 빨리 가기 위해 신호를 지키지 않는 남성 운전자들이 사고를 더 자주 낸다고 합니다. 교통사고의 원인은 남성과 여성의 차이 때문이 아니라 운전 습관 때문입니다. 안전하게 운전하는 것이 운전을 제일 잘하는 것입니다. 지금까지 김지현이었습니다. Và các bạn đã chọn được đáp án đúng rồi chứ ạ? Và bây giờ tôi sẽ bấm đáp án đúng của bài này. Và chúng ta sang phần nghe 네, tiếp theo. Thật kỳ Chân từ cô Chimure Tapaseo nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Nam cha ca, Xin muốn han Yunen bua simnika. Lý do mà người con trai này hỏi là gì? Số hai, Nam cha nun Kangyi đáp, Puchin Yunen bua simnika. Cái lý do mà làm cho cái mắt của bạn này kém đi là gì? Từ đơn này ông qua mắt nên cờ sơn bua simnika. 그 내용이 단의내용무엇인 그리고 우리가 듣니다잘 듣고 질문에 답하세요. 박사님, 물을 많이 마시는 게 건강에 좋다고 하는데, 그게 사실인가요? 전 물을 별로 안 마시는데, 건강을 위해서 더 많이 마셔야 할까요? 물이 우리 몸에 좋은 것은 맞습니다. 우리 몸의 70%가 물로 되어 있고요. 그런데 물을 많이 마신다고 해서 누구나 다 건강해지는 것은 아닙니다. 우리가 평소에 먹는 음식에도 물이 들어 있기 때문에 하루에 8잔 이상 마시면 소화가 잘안 되거나 배탈이 날 수도 있습니다. 질문이 하나 더 있는데요. 제가 요즘 눈이 많이 나빠졌어요. 그런데 친구들이 제가 어두운 곳에서 책을 읽어서 나빠진 거래요. 정말 그런가요? 어두운 곳에서 책을 읽는다고 해서 언제나 눈이 나빠지는 건 아닙니다. 물론, 눈 건강에 좋은 습관은 아니니까 고치시는 게 좋겠지요. 검사를 해봐야 알겠지만, 어두운 곳에서 책을 읽어서가 아니라 스마트폰이나 컴퓨터를 오랜 시간 사용해서 나빠졌을 겁니다. 병원에 가셔서 검사를 한번 받아보시는 게 좋겠습니다. 그리고 저는 커피를 아주 좋아하는데 커피가 몸에 안 좋다고 들었어요. 정말이에요? 커피가 건강에 나쁘다니요. 설탕이나 크림이 들어가지 않은 커피를 하루에 두세 잔 정도 마시면 오히려 건강에 좋습니다. 암을 예방할 수 있고 다이어트에도 도움을 주니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 박사님, 물을 많이 마시는 게 건강에 좋다고 하는데 그게 사실인가요? 전 물을 별로 안 마시는데 건강을 위해서 더 많이 마셔야 할까요? 물이 우리 몸에 좋은 것은 맞습니다. 우리 몸의 70%가 물로 되어 있고요. 그런데 물을 많이 마신다고 해서 누구나 다 건강해지는 것은 아닙니다. 우리가 평소에 먹는 음식에도 물이 들어있기 때문에 하루에 8잔 이상 마시면 소화가 잘안 되거나 배탈이 날 수도 있습니다. 질문이 하나 더 있는데요. 제가 요즘 눈이 많이 나빠졌어요. 그런데 친구들이 제가 어두운 곳에서 책을 읽어서 나빠진 거래요. 정말 그런가요? 어두운 곳에서 책을 읽는다고 해서 언제나 눈이 나빠지는 건 아닙니다. 물론, 눈 건강에 좋은 습관은 아니니까 고치시는 게 좋겠지요. 검사를 해봐야 알겠지만, 어두운 곳에서 책을 읽어서가 아니라 스마트폰이나 컴퓨터를 오랜 시간 사용해서 나빠졌을 겁니다. 병원에 가셔서 검사를 한번 받아보시는 게 좋겠습니다. 그리고 저는 커피를 아주 좋아하는데, 커피가 몸에 안 좋다고 들었어요. 정말이에요? 커피가 건강에 나쁘다니요. 설탕이나 크림이 들어가지 않은 커피를 하루에 두세 잔 정도 마시면 오히려 건강에 좋습니다. 암을 예방할 수 있고 다이어트에도 도움을 주니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. Tiếp theo chúng ta có phần kỳ sơ tông yêu, sơ tông nghe nội đề. Chuyên ngàn Bắc Chế sơ tông y đàn ấn, khả năng hành trì mạng, tốt tốt hành, trông nền y, trông nền y, sốt Ngày xưa ở Bắc Chế có một người thanh niên nghèo và thông minh, nghèo nhưng thông minh, tên là sơ tông, được gọi là sơ tông. Sơ tông 나라 신라의 선화 silla e sơn hoa công 가서 이 노래를 이런 노래를 nân 와 tudko và sơ tông đã nghe được tin đồn ở bên nước láng giềng nước silla láng giềng có nàng công chúa sơn hoa xinh đẹp và đã lan truyền bài hát như thế này. Xin hoa công chúa công chúa xin hoa. Bolle si đi đến nhà chồng không biết tức là đi đến một nhà một người chồng mà mình chưa biết. Pamata sơ tung ấn chặt cha tiểu và mỗi đêm đi tìm sơ tung. Xin lai ai tư lớn To Borugo những cái em bé ở nước Sindla không biết nghĩa là gì Inorel Purmia Tholatantita Thantita và vừa đi vừa hát những cái bài hát như thế này Inorel Wang e quy cái <laughs> gì Wang e quy e cái gì từ cái gì tuyệt cổ Hóa ra đàn quang ẩn là một số môn gì 난 공주를 궁에서 내쫓 내쫓았다. Và tin đồn và cái bài hát này đến tai vua và nhà vua đã nổi giận vì cái tin đồn này và đuổi công chúa có cái tin đồn này ra khỏi cung. 얼굴도 모르는 ơn 소문 때문에 cung은 나온 공주는 cái công chúa mà bị đuổi ra khỏi cung chỉ vì cái tin đồn của cái người tên là Sơ Tông mà không biết mặt. Mơn si Cô Đề Sơ, Nằm Trà Tả đã gặp một người con trai ở một vùng quê xa. Cư Nam Trà Cung Chu Ga, Chi Toa Chuột Cô, người con trai này đã tạo cho cuộc sống tạo cho công chúa cái cuộc sống rất là thoải mái đã giúp đỡ cho cuộc sống có thể rất là thoải mái tu saramun sarange pachaso kinon heta và hai người đã yêu nhau và đã đi đến kết hôn sơn hoa công chúa nên somonen putrin sarami paro chasine nam phiên ida án cô công chúa sơn hoa cũng đã biết về cái người đã biết sự thật người chồng của mình là người chồng của mình chính là cái người mà đã lan truyền cái tin đồn cam chắc non latchiman nên là đã rất là ngạc nhiên nhưng sơ tông e tề hè sơ tông e tề han mà ở mơn ha chi ẩn nát tả và tuy là đã rất là ngạc nhiên nhưng mà không thay đổi tấm lòng với sơ tông sơn hoa công chuê tô mù đô công bù tô ha cô thôn tô sơ tông ngân sơ tông đã tập trung đã kiếm rất nhiều tiền và học hỏi bằng sự giúp đỡ của công chúa sơn hoa nên sơ tông ơn phu ế sau này sơ tông ơn phu ế sau này pét chê quang y tuyệt và sau này đã trở thành vua của pét chê paro pét chê palchon chikin buang và sau này chính là Muang là ông vua đã phát triển Pekje sau này. Ông vua này từ năm bao nhiêu đó đến năm 641. Và sau khi đọc nội dung đoạn văn này thì chúng ta làm hai câu hỏi ở ngay bên cạnh đây. Ikuren để yong qua cắt thân cửa sơn vua Simnica. Cái mà giống với nội dung của đoạn văn này là cái gì? Ikuren 잊고 알수 있는 것은 무엇입니까? Sau khi đọc đoạn văn này, cái mà bạn có thể hiểu được là cái gì? Sumone him, sức mạnh của tín đồn. Công chúa kiên hôn hanen là phương pháp kết hôn với công chúa. Sarang hanen sarame ba mươn đây là phương pháp nhận được cái uh, tấm lòng của người yêu và đáp ứng đáp án đúng trong phần này đó chính là hai câu ý 2 và ý 1. và chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần uh, văn hóa phần văn hóa trong phần này đó là su tehan Hanguk súc tam đây là những câu ngạn ngữ về nói về cái tin đồn ví dụ như là pan option body chali canta không có chân nhưng mà tin đồn bay đi vạn lý như ngựa bay vạn lý đó là somonen bolikachi tannen tsuro tức là tin đồn có thể là lan đi rất là nhanh lan đi rất là xa marun chosim heya hantanen soktamida cho nên ở đây người ta khuyên là khi nói thì phải cẩn thận phải cẩn thận cái lời nói in tên khun tu ke yon đây tiếng việt tương tự như là không có lửa làm sao có khói kren manhan yuga những cái lý do như vậy ít ki te mone soboni 쓰인다. 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다. À, ban ngày thì lời nói ban ngày thì chim nghe, lời nói ban đêm thì chuột nghe. Pimilo han mari rato pantusi tarun sarami alke tue tanen tutsuro. Tức là không được nói cái bí mật cho dù là một người khác. Pimilo bí mật bằng sự bí mật. Halman Idato cho dù nói ra một lời thôi, Pantusi saram Alke tuetanen tusro cho dù nói ra một lời thôi thì người khác cũng đã biết rồi. Hangsan Balchosim Hera Hantanen Suktam Ida luôn luôn phải chú ý về vấn đề lời nói. Thì đây là cái văn hóa về cái những cái câu ngạn ngữ về cái việc lan truyền tin đồn và ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều cái, cái câu tương tự như này và thêm nữa chúng ta sang phần tiếp theo đang tục liên sớp cái này chúng ta luyện tập đọc to đọc thành tiếng Mít chung chín phụ phụ nê Chúng ta hãy chú ý những cái phần gạch chân 밑줄 친 부분의 파름에 주의하면서 읽어보세요. 오늘은 전국적으로 가을 비가 내리겠습니다. 현재 서울과 경기에는 약한 비가 내리거나 빗방울이 떨어지고 있습니다. 바람까지 강하게 불어 올가을 들어가 장춥겠습니다 현재 내리고 있는 비의 양은 많지 않으나 하루 종일 오겠고 밤늦게 그칠 것으로 예상됩니다. 비가 그친 후에는 기온이 뚝 떨어져 매우 쌀쌀하겠습니다. 강원 북부 지방에는 비가 눈으로 바뀌면서 첫눈이 내릴 가능성도 있습니다. 오늘 서울 최고 기온은 13도로 어제보다 5도 정도 낮고 대구 15도, 광주 17도 등으로 예상됩니다. 다음 주부터는 기온이 더 떨어져 한 자릿수를 나타내겠습니다. 건강 관리에 특히 신경 쓰셔야겠습니다. 지금까지 인터넷으로 알아보는 날씨 정보였습니다. 먼저 저를 축하해주기 위해서 이 자리에 참석하신 많은 분들에게 감사의 인사를 전하고 싶습니다. 처음 팀에서 야구를 시작했을 때 성적이 별로 좋지 않아서 많이 힘들었습니다. 그때마다 잘될 거라고 격려하고 위로해 주신 감독님 덕분에 지금의 제가 있을 수 있었다고 생각합니다. 그리고 부상으로 운동을 포기하고 싶을 때 용기를 낼수 있도록 응원해 준 부모님께도 정말 감사드립니다. 마지막으로 항상 즐겁게 운동할 수 있도록 힘이 되어 주는 선후배 여러분 진심으로 고맙습니다. 사실 저보다 훌륭한 분들이 많은데 제가 우수 선수상을 받게 돼서 죄송한 마음입니다. 내년에도 우리 팀이 꼭 우승해서 이 자리에 다시 설수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 밑줄 친 부분의 발음에 주의하면서 읽어보세요. 오늘은 전국적으로 가을 비가 내리겠습니다. 현재 서울과 경기에는 약한 비가 내리거나 빗방울이 떨어지고 있습니다. 바람까지 강하게 불어 올 가을 들어 가장 춥겠습니다. 현재 내리고 있는 비의 양은 많지 않으나 하루 종일 오겠고 밤 늦게 그칠 것으로 예상됩니다. 비가 그친 후에는 기온이 뚝 떨어져 매우 쌀쌀하겠습니다. 강원 북부 지방에는 비가 눈으로 바뀌면서 첫눈이 내릴 가능성도 있습니다. 오늘 서울 최고 기온은 13도로 어제보다 5도 정도 낮고 대구 15도, 광주 17도 등으로 예상됩니다. 다음 주부터는 기온이 더 떨어져 한 자릿수를 나타내겠습니다. 건강관리에 특히 신경 쓰셔야겠습니다. 지금까지 인터넷으로 알아보는 날씨정보였습니다. 먼저 저를 축하해주기 위해서 이 자리에 참석하신 많은 분들에게 감사의 인사를 전하고 싶습니다. 처음 팀에서 야구를 시작했을 때 성적이 별로 좋지 않아서 많이 힘들었습니다. 그때마다 잘될 거라고 격려하고 위로해주신 감독님 덕분에 지금의 제가 있을 수 있었다고 생각합니다. 그리고 부상으로 운동을 포기하고 싶을 때 용기를 낼수 있도록 응원해 준 부모님께도 정말 감사드립니다. 마지막으로 항상 즐겁게 운동할 수 있도록 힘이 되어주는 선후배 여러분, 진심으로 고맙습니다. 사실 저보다 훌륭한 분들이 많은데 제가 우수선수상을 받게 돼서 죄송한 마음입니다. 내년에도 우리 팀이 꼭 우승해서 이 자리에 다시 설수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. Đây là phần phát âm Cũng là phần kết thúc của bài số 17 Đến bài số 17 à, Tôi mong các bạn sẽ à, Cố gắng học tập thật nhiều Và chúng ta quan trọng nhất là Chúng ta đọc rõ rõ thành tiếng Và có ngữ điệu Và những cái nội dung mà chúng ta đã học từ đầu đến giờ Thì cũng cho chúng ta Những cái sự à, Đánh giá Và đây là bài này chúng ta học về tin đồn Ở đây chúng ta cũng có thể biết cái Nguyên nhân của tin đồn và chúng ta cũng có thể là đính chính cái tin đồ này như thế nào và đến đây tôi chúc các bạn có một buổi học vui vẻ hiệu quả mọi thắc mắc liên hệ các bạn vui lòng liên hệ trung tâm hàn ngữ Seoul Thái Nguyên hoặc trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ tại Phú Yên Thái Nguyên hoặc liên hệ trực tiếp cho tôi là Hoàng Xuân Trường số điện thoại 0374 480 888 Xin chào và hẹn gặp lại các bạn